Be strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay sẽ làm cái video clip đập hòm nha anh em. Hiện tại đang có 955.094 chìa. Thì bữa nay sẽ quyết tâm đập khoảng tầm 800k chìa xem coi nhân phẩm như thế nào ha. Để lại cỡ 100k chìa để làm vốn anh em à. Nói chung thì vốn thì nên để lại ít. Thì ok, nếu mà anh em thích cái series này thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đập hòm nha. Let's go.